OK, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái đường truyền, cái gói cước internet dành riêng cho quán net nhé. Cái này nó không dành cho cá nhân, nhưng nếu bạn là cá nhân mà bạn muốn đăng ký thì cũng đăng ký được. Thì bình thường các bạn đăng ký cái gói cước ở nhà nó là gói 1 GB của nhà mạng SoftBank hoặc Docomo AU. Tuy nhiên á, những bạn nào mà muốn sử dụng cho quán net, quán cà phê, internet cà phê hoặc karaoke mà cần cái đường truyền tốc độ nó cao thì mình giới thiệu cho các bạn một cái gói, đó là gói 10 GB của nhà mạng SoftBank. Cái gói 10 GB này á, thì nó các bạn cứ hình dung đơn giản là nó nhanh gấp 10 lần cái gói các bạn đang sử dụng ở nhà, cái loại cái đường truyền internet cố định mà các bạn đang sử dụng ở nhà đấy. Nó nhanh gấp 10 lần như thế, và cái tốc độ nhanh đã vậy nhưng nó ổn định. Tốc độ nhanh đã vậy nhưng nó rất là ổn định, không có ảnh hưởng gì tới cái quá trình mà các bạn sử dụng chơi game hay là stream này kia. Thì từ trước đến giờ bên mình support cho các cái cửa hàng, các quán net hay là quán karaoke thì chủ yếu là sử dụng support cho cái loại đường truyền 10G này. Trừ những cái nhà mà không sử dụng được đường truyền 10G thì bắt buộc phải sử dụng sang đường truyền 1G hoặc 2G của những cái nhà mạng khác, SoftBank hoặc những cái nhà mạng khác. Đó. Về cái giá cước của gói 10G thì gói 10G có giá cước cơ bản là 7.480 yên. Nếu các bạn đăng ký trong thời điểm hiện tại, tức là cái thời điểm mà mình quay video này là tháng 12 2021, thì đang được giảm còn 5.720 yên trong vòng 2 năm. Đó, 5.720 yên trong vòng 2 năm. Sau đó thì từ năm thứ 3 trở đi thì nó sẽ còn lại là nó sẽ quay trở về giá ban đầu là 7.480 yên nhé. Ngoài tiền cước cơ bản ra thì các bạn sẽ đóng thêm một cái phí nữa, đó là phí cozy hi, phí lắp đặt này họ tính là 2 năm mỗi một 2 man 4, mỗi một tháng là 1 sen 1, họ các bạn đóng cho bạn liên tục, các bạn đóng cho họ liên tục trong vòng 2 năm là xong. Đó. Thì hợp đồng của nó là hợp đồng 2 năm, các bạn có thể đăng ký theo hình thức là công ty hoặc là tên cá nhân đăng ký cũng được, hợp đồng không thay đổi, giá cước không thay đổi. Đó. Thì nếu các bạn hủy hợp đồng trước hạn 2 năm á, thì nó sẽ phạt hợp đồng là 1 man 450 yên cộng với lại tiền phí lắp đặt còn lại bao nhiêu tháng thì các bạn sẽ phải trả bấy nhiêu lại về cho SoftBank. Nếu các bạn có nhu cầu đăng ký thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua bên công ty EB, là công ty mình, để hỗ trợ cho các bạn đăng ký cái đường truyền này, hoặc các bạn có thể gọi lên tổng đài của SoftBank. Tuy nhiên đây, nếu các bạn đăng ký qua bên công ty mình á, thì sẽ được thêm những cái khuyến mại khác nữa. Hiện tại đang có hoặc thời điểm các bạn đăng ký thì có thể sẽ có những cái khuyến mại khác nhau. Thế nên nếu các bạn muốn được bên mình hỗ trợ về tư vấn về kỹ thuật rồi hợp đồng các thứ thì cứ liên hệ lại cho bên mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào.